mình giới thiệu với anh em một con máy. Con này là máy Tanaka, dòng này là dòng bơm đứng. Máy này công suất của nó là nòng của nó là tới 40 ly. Con này mới khoảng tầm trên 95%, gần như là chưa có xài luôn á. Máy này thì máy mà xài nhiều với đít này nó dập hết trơn à. Tại vì máy này mình mới lau dầu rồi sơ thôi chứ mình không có sơn bóng nha. Máy này mình không có sơn bóng. Đặc biệt là máy bên mình ít khi nào hạn chế là sơn bóng lắm. Tại vì máy còn mới còn đẹp đó là không có sơn bóng được. Ở đây tay cán nhôm các thứ các cái hết. Ở đây máy này thì nó có chức năng, tại vì nó 4 ly nó nằm nó hơi lớn nên khi mà giật á anh em phải bấm cái nút này một cái. Nhấn nút này một cái thì mình mới giật e, ví dụ như mới mình không xài thì mình phải gạt mở e này một cái, nổ thì mình mới đóng e lại, mình bơm bóp là không nó cũng nhảy lại nữa. Đó, còn bên đây thì châm xăng nè. Con này châm nhớt nuôi xích nè. Con lam này bây giờ lam nó lam gin của nó luôn, lam Tanaka luôn. Con này là con lam 35, dài 35 cm. Để mình giật cho anh em nghe thử tiếng máy nha. Magita thì nói chung là ít khi nào mà Magita hàng nhật lắm, con Magita chất hàng nhật luôn. Con này nòng 33 ly thôi. Anh em nào có nhu cầu thì alo mình. Cảm ơn.